Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Để nếm được 4 chữ hào quang rực rỡ, anh Nhọ quyết định dấn thân vào những cuộc chơi lô đề đỏ đen. Nhưng với độ nhọ bẩm sinh của mình, anh thua hết sạch, phải bỏ ra đảo hoang để trốn chủ nợ. Vì chạy trốn trong đêm nên anh chỉ kịp mang theo cái khố dài, cây phóng lợn và cây cung hàng Shopee mới săn sale. Phen này anh quyết tâm rồi, anh sẽ trốn đến hoang đảo Bình Dương, nơi vắng vẻ và xa xôi nhất, chứ để chủ nợ tóm được anh lại bị cho ăn tẩm quất 7 ngày 7 đêm mất. Con sư tử Hà Đông ở nhà cũng từ mặt anh rồi, nhưng không vấn đề gì, anh thà chết khai giấu ở đây còn hơn ở nhà bị mụ đánh cho không thấy ông bà ông vải đâu nữa. Vấn đề trước mắt là phải tìm được thức ăn, không thì anh cũng chết đói trước khi bị đám chủ nợ bắt được mất. Được cái khu vực này sát biển nên sẽ có nhiều thứ ăn được lắm đây. Anh còn nghe nói vùng biển này nổi tiếng với nhiều cá trà bu, cá trà bạc, mấy loại này các chị em thích ăn lắm. Đấy, nói có sai đâu, đang luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển anh đã thấy ngay một con bạch tuộc. Nhưng con nhi đồng này ăn không bõ dính răng nên anh thả nó đi luôn. Anh còn nhắn nhủ, bao giờ khôn lớn phổng phao nhớ quay lại tìm anh nhé. À đây rồi, anh đã tìm thấy món đầu tiên trong thực đơn tối nay rồi. Con cua này nhìn thấy anh thì như thấy ông ba bị, nó rút sâu vào trong khe đá nhưng anh đã có vũ khí lợi hại đây rồi. Anh chỉ móc nhẹ cái con cua đã bị kéo ra, còn dễ hơn lúc anh móc hang cua mụ vợ ở nhà. Cặp càng kia mà cắp cho một phát thì đau lé con mắt luôn các bạn nhỉ. Con cua này chắc phải ngọt thịt lắm đây. Mấy em gái mưa sao mà ngọt bằng thịt mấy con cua sống ở vùng biển nắng mưa thế này được. Chưa ăn đã lo đói, anh Nhọ quyết định đi săn thêm nữa. Có gì anh còn dự phòng cho mấy ngày hôm sau. Lo xa thế chứ có khi ngày mai anh lại phải vác xác về xin lỗi vợ rồi ấy chứ. Kể cho các bạn nghe rõ ràng, tối hôm ấy anh nằm mơ thấy mình bị mẹ vợ chửi cho không ra gì. Hôm sau anh dứt khoát đánh con 16 với 37. Mấy cái này anh tìm hiểu kỹ rồi nên anh chắc chắn lắm. Anh trộm hết tiền trong két của con sư tử Hà Đông cộng với đi vay nặng lãi mấy anh em Giang Lách để đánh. Thế là nó lại về con 36 mới cay chứ. Đen thôi đỏ quên đi. Đấy, chuyện có thế thôi mà giờ anh đang phải bán mạng ở đây này. Các bạn đang xem có ai giàu donate cho anh Nhọ một ít để anh sớm ngày được trở về đoàn tụ với gia đình nhé, hu hu. Trên răng dưới dép, anh ngồi thẩn thơ suy nghĩ về tương lai, về cái tiền đồ đen như cuộc đời chị dậu của mình. Nhưng có thực mới vực được đạo, anh lại xách đít đi tiếp. Đang đi thì anh gặp một chú đùa, chưa cả kịp chào hỏi nó đã quay đít đi mất. Này, anh có mặc màu xanh lá đâu mà nó lại xa lánh anh nhỉ. Đây rồi, anh đã thấy những con cá trà bu đầu tiên. Bây giờ có ăn được không chỉ còn phụ thuộc vào tài thiện xạ của anh. Nhưng với khả năng bắn 50% trúng 50% trượt của anh thì sao dễ thế được. Lại trượt rồi anh ơi, đã báo nhà rồi thì mình cố gắng đừng báo ở đây nữa. Mèo không tin là anh này không có tí may mắn nào. Đếm xương xương nãy giờ cũng 10 phát rồi anh chưa trúng phát nào. Phải nể độ củ chuối của anh này rồi. Trộm vía đến phát thứ 11 anh đã bắt được con cá đầu tiên. Con cá trà bu này to bằng bắp tay, cũng đủ để anh làm món cá phi lê rồi. Đang mù quáng đến anh cần ăn nhiều cá hơn cho sáng mắt ra. Anh lại xách đít đứng dậy đi tiếp. Nice shot anh trai ơi, chăm hay không bằng tay quen. Phát này anh bắn ngọt lịm, con cá trà bạc này dính mũi tên luôn. Con thứ 3, thứ 4 cũng bị anh bắt dễ dàng. Cứ đà này chắc anh ở lại đây luôn quá. Đồ ngon cảnh đẹp, không phải lo nghĩ cơm ăn áo mặc, không chịu gánh nặng cơm áo gạo tiền, thế thì còn gì sướng bằng. Con cá này ở xa thế mà anh còn bắn chúng. Sao trước kia anh không thử đi làm tuyển thủ bắn cung nhỉ? Tài năng hiếm có khó tìm như anh mà lại bị bỏ lỡ. Anh thì là tài lanh chứ tài năng cái nỗi gì hả anh Nhọ? Thế là hôm nay anh bắt được 5 con cá trà bạc rồi. Số 5 hợp mệnh nên anh quyết định dừng lại. Tối nay hứa hẹn sẽ là một đại tiệc buffet hải sản tươi cực hấp dẫn đây. Trước khi trời tối anh cần nhanh chóng nấu nướng không xương đêm xuống thì anh lạnh co mất cái cát tút luôn. Đầu tiên anh cần đun sôi nước trên cái bếp ga mini bé bằng cái mắt mũi này. Đi hơi vội vàng nên vớ được cái gì anh mang cái ấy. Chứ biết ra đây bắt được nhiều cá như này anh đã mang cả lò nướng đến làm món cá trà bạc nướng siêu ngon khổng lồ rồi. Cái nồi quá to so với bếp nên thua keo này ta bầy keo khác. Anh đặt hai hòn đá lớn bên cạnh rồi đặt bếp vào giữa. Như vậy đá sẽ đỡ nồi chắc chắn hơn. Mèo cứ tưởng đầu anh này toàn óc tôm mà cũng thông minh phết nhỉ. Đợi 7-7-49 phút chưa thấy nước sôi, mèo cũng sốt ruột dùm anh luôn á. Trong lúc đợi anh đã xử lý xong mấy con cá trà bạc này rồi. Trông nó chắc thịt như vậy anh Nhọ còn thấy thích nữa là các chị em. Anh sẽ luộc cua trước cho ngọt nước. Đúng là không được tích sự gì, đang nấu thì cái bình bé này hết ga. Anh lại phải đặt ship hỏa tốc trên Shopee cái bếp ga to này. Cuối cùng thì cua cũng chín, anh quyết định ăn luôn cho nóng chứ đói mở cả mắt rồi. Chỉ thấy ăn vắt thêm ít chanh tươi, nhìn qua màn hình thôi mèo cũng cảm nhận được độ ngon và chắc thịt của con cua này rồi. Nó cứ phải gọi là tuyệt cả là vời, ngon muốn nhức cái nách luôn á. Sang cái càng thứ hai thì anh Nhọ thấy mình như được sống lại lần nữa vậy, chỉ thấy anh cứ hú hét lên như thằng điên. Thế là kết thúc ngày đầu tiên sinh tồn trên đảo hoang của anh Nhọ rồi. Căng ra bụng trùng ra mắt, giờ anh phải đi làm một giấc đã, nợ nần tính sau. Các bạn cùng chờ đón các video tiếp theo để xem anh Nhọ sẽ làm gì để sống sót nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua.
Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.